Xin chào các khán giả của Buôn Làng Giải Trí. Xuân Quỳnh rất vui khi lại được ở đây để cùng tám với quý vị về những câu chuyện trong showbiz. Thời gian gần đây, scandal tình ái của một nam ca sĩ nổi tiếng đã gây chấn động làng giải trí Việt. Bên cạnh những lời bình luận đàm tiếu về sự việc này thì cũng có nhiều khán giả bày tỏ rằng họ mất niềm tin vào tình yêu trong showbiz. Tuy nhiên, tưởng vậy mà không phải vậy. Thực tế là có rất nhiều ca sĩ có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc, điển hình như là nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Tối ngày 8 tháng 8, Phan Mạnh Quỳnh phát hành MV Gặp Gỡ, Yêu Đương và Được Bên Em do chính anh sáng tác, dành tặng bà xã hot girl Khánh Vy. Lời bài hát tái hiện lại hành trình gặp gỡ, yêu nhau cho đến khi kết hôn của cả hai. Họ đến với nhau khi chưa có gì trong tay, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, phấn đấu trong sự nghiệp để có được như ngày hôm nay. Phan Mạnh Quỳnh gửi gắm lời thề nguyện, chung thủy qua các ca từ: cho em một đời bình yên, xuân thu đông hạ dẫu vinh quang hay bần hàn, nguyện trao em tình nghĩa như biển ngàn. Cuối MV là cảnh cặp đôi trao nhau nhẫn cưới, khép lại chuyện tình 5 năm và mở đầu cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Để có được trái ngọt hôn nhân như ngày hôm nay thì trong suốt 5 năm bên nhau, Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy cũng phải trải qua nhiều đắng cay, ngọt bùi, đối mặt với đàm tiếu của dư luận. Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh gặp nhau vào cuối năm 2015. Khi đó, nam ca sĩ đang nổi đình đám với bản hit Vợ Người Ta. Còn Khánh Vy là người mẫu, diễn viên, đóng một số MV. Sau khi công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2016, cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi sự kiện, chăm tương tác qua lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vào thời điểm này, cũng có một số ý kiến trái chiều xuất hiện, cho rằng Khánh Vy vì ham nổi tiếng nên mới nhận lời yêu Phan Mạnh Quỳnh để đu bám tên tuổi. Trước những lời dị nghị, đàm tiếu không hay từ dư luận, giọng ca Vợ Người Ta đã thẳng thắn bênh vực bạn gái. Anh khẳng định, trước khi quen tôi, Vy cũng được biết tới qua một số hoạt động giải trí và có ngoại hình xinh xắn. Tuy nhiên, cũng như cô ấy không coi tôi là ca sĩ, thì với tôi, Vy không phải hot girl giống mọi người hay gọi. Cũng trong một bài phỏng vấn khác, Phan Mạnh Quỳnh tự hào nói về Khánh Vy: bản thân tôi hay tự ti lắm, nhưng khi gặp bạn ấy làm cho tôi vui hơn, làm tính hài hước trong tôi được bộc lộ nhiều hơn. Hai đứa bên nhau cảm giác rất hồn nhiên, như trẻ ra. Có thể thấy Phan Mạnh Quỳnh là người đàn ông nhất mực yêu thương, bảo vệ người phụ nữ của mình, không chỉ là bằng lời nói mà còn ở cả hành động nữa. Bằng chứng là trong suốt 5 năm qua, nam ca sĩ từng không ít lần khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ khi liên tục thể hiện sự yêu chiều và ngọt ngào với Khánh Vy và dành tặng cô những món quà giá trị. Vào sinh nhật tuổi 25, Khánh Vy đã được Phan Mạnh Quỳnh chuẩn bị cho bánh kem, nến và một đóa hoa hồng siêu to khổng lồ, gồm toàn tờ polymer mệnh giá 500.000 đồng. Chủ nhân của bản hit Vợ Người Ta cũng từng gây sốt khi chuyển khoản tặng bạn gái 70 triệu đồng nhân dịp 20 tháng 10 và lì xì hơn 123 triệu đồng vào dịp Tết. Ngoài ra, trong cuộc sống thường ngày, nam ca sĩ cũng hay nấu ăn cho bạn gái. Khánh Vy từng tiết lộ, đêm khuya hai đứa đói bụng, anh ấy luôn là người mò dậy nấu mì hay cơm rang. Nhờ sự quan tâm chân thành, thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau, nên sau tất cả, Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã về chung một nhà bằng đám cưới diễn ra tại quê chú rể ở Nghệ An vào ngày 16-17 tháng 4. Sau đó, cả hai tiếp tục tổ chức đám cưới tại nhà gái ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vào ngày 22 tháng 4. Rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự vui mừng và chúc phúc cho cặp đôi. Giữa những ồn ào và thị phi trong showbiz thì tình yêu của Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy vẫn giữ được sự bền bỉ khăng khít, lan tỏa được năng lượng tích cực tới khán giả.